Ok, thôi lên em. Hôm nay thì chơi một con game mới, sau đó tranh thủ ghé bà quay cho anh em. Có thời gian thì sẽ thử qua một số cái bản demo tiếp. Đợt này khá nhiều game hay có bản demo nên tôi cũng muốn thử qua anh một tí cho nó biết. Đây vẫn còn một số cái bản demo đợt Steam Next tới giờ nè. Sau đó có thời gian thì mới dành chơi những cái con game cũ cũ như thế này được. Đây, hôm nay chúng ta sẽ chơi con Witchmender hả? Witchmender gì hả? Game này tôi nhận cũng khá lâu rồi nên nay có thời gian rảnh mới vô thử. Nãy có vô là sẽ tin cài đặt đồ cái thứ coi cho nó cho biết thôi. Ồ, nguyên cái trailer này chỉ phe đồ họa là chính. Nên qua cái này coi thử cái gameplay nó làm sao. Mình sẽ là sinh tồn ở vùng sa mạc thì vẫn là game góc nhìn thứ ba. Không có open world hả? Không, xây dựng thế giới mở thôi, có open world gáp survival luôn à. Nhìn cũng được quá ha. Xây được cái bức tượng hình con ong, cái này tượng hình con báo hay là con mèo ta? Năm con rồng thì có con rồng luôn. Con này con ếch. Ếch gì to như con người vậy trời. Có cả dù lượn rồi, có cả mà leo trèo luôn nha. Cơ chế chứ mùn mành di chuyển khá là tốt rồi đó. Tôi thì rất thích mấy con game có kiểu cơ chế di chuyển như vậy. Nè, có cả lướt chó nữa nè. Ồ, oh, nào dùm Steam. Game này ra mắt vào 28 tháng 9, cuối tháng 9 năm 23 năm ngoái đó. Thì tính đến nay thì chắc cũng là 4 năm tháng rồi. Ngược ba lô rất là cao luôn, 23 ngàn. Ồ, có lã cả online mà có hợp với bạn bè nè. Một số cái DLC mấy cái này thì cái nón con ếch thì chắc mà mấy cái trang phục thôi. Cái nón mùa hè nè, anh em thích thì có thể mua thêm ủng hộ dev, còn không có thì cũng không ảnh hưởng mấy đến gameplay đâu. 1.000 review rồi. Ồ, quá thành công luôn nha. Game mới ra mắt vài tháng mà được 1.000 review là coi như cao dữ lắm đó. Rất là nhiều giải thưởng luôn. Game này thể loại sinh tồn mà ở sa mạc đó. Nhìn cái sa mạc bây giờ là tôi thấy nóng rồi đó. Ở miền Nam nó nắng nóng hơn 10 ngày nay rồi. Thành ra bây giờ cái nền nhiệt độ nó rất cao luôn. Làm gì là cũng thấy bức cứ ngửi. Rồi sợ thêm của tôi nó 18 cộng không à, chết rồi. View, update new. Sao cái này nó không có nhỏ nhỏ lại ta? Steam New. New trong này không có gì, toàn ba cái hàng 18 cộng, bây giờ nó sâu lên nhiều quá. Rồi đây. Small Land ra phiên bản 1.0. Hình như là Dev có gửi tôi thêm mà vài key nữa nên tôi đợt tới tôi sẽ ghé mobile game này cho anh em luôn. Phiên bản 1.0 thì giá nó cũng hơi cao so với cái giá ở Việt Nam mình. Lúc trước thì game đã tăng giá một lần rồi nên cái bản 1.0 này Dev cũng không có tăng giá nữa, hiện tại đang giảm 15% á. Chắc là mới ra 3-4 bữa trước thôi. Giờ cũng không rõ khi nào. Thì đợt tới ghé mobile cho anh em thì tôi sẽ ghé mobile game này luôn. Cũng chưa biết khi nào, có thể tuần sau thôi. Hôm nay thì cũng tranh thủ ghé mobile cái đợt Tết. Này Apex Legends season mới 13 đến 27. Ủa 2 tuần là sao? À cái sự kiện Overwatch 2 giờ chắc đổ khoe đổ hét thôi. Đây, Hero Japan. Game này tôi cũng muốn chơi lắm, chờ nó từ cái đợt mà Steam Next Fest ra xong rồi ra tới Early Access tới giờ luôn. Nói chung là game nó quá thành công rồi. Steam Next Fest thì đợt đó game này là chung với game của tôi luôn á. Tham gia cùng một đợt. Bộ ba Tomb Raider Remaster cũng ổn lắm nha. Anh em nào có tuổi thơ Tomb Raider thì thử quan này. Cũng đang khá đông người chơi trên Steam luôn á. Game này hình như là một con game thể loại nông trại, nó lên cái sự kiện mà update mới gì đó. Ồ, bộ ba cái chiến tranh đây. Mấy con game mà bắn máy bay, bắn đồ thủy, bắn xe tăng nữa. Jedi Survivor giảm giá 50%. Game này có Denuvo nên anh em có thể mua trực tiếp trên Steam chơi luôn. Cũng ổn áp hết đó chứ. Ngoài cái vụ mà tối ưu cấu hình hơi kém lúc đầu thì bây giờ cũng gỡ gỡ lại dần dần rồi. Sự kiện Tem gì một Play Together.
12 đến 19. Ubisoft Ubisoft là đang giảm giá sập sàn luôn kìa. Nhưng mà chơi cái đồ họa phía sale nha. Ubisoft năm nay hên xui, Honda Grail, Life Simulator giảm 40%. God cùng. Con game này không có phần 2 nha, nó phần 1 với phần 3 luôn á. Kiểu mà chon mấy anh vào á, đếm được tới 2 thôi. Đây, bây giờ chúng ta vô game. Ủa, hình như tôi nhầm Steam mày. Rồi rồi, vô đi chọc chọc nó nha. Ủa, như đâu phải hạt này của nó đâu ta. Game sẽ có chế độ mà tính năng auto save trong này. Nhưng và hồi nãy tôi mới vô đây tôi tạo nè, đó. Ngoài ra thì còn setting được cái gì nữa không? Có cái độ khó nè. Graphics sâu. Sâu thì để như thế này cho nó nhỏ nhỏ. Gameplay. Bật cái nhắc nhở này lên, cái này là chia sẻ dữ liệu. Khi mà mình nhắm ra màn hình ngoài á, thì sẽ không tập trung vào game nữa, hiển thị tất cả cái thanh tin bar này luôn. Cái này bộ lọc ngôn từ này tôi không biết là cái gì. Có thể một là cái phụ đề, còn hai là mấy cái voice chat rồi chẳng hạn. Voice phép độ dài ngày, độ dài đêm. Cái cây mà rớt đồ thì luôn luôn mát đi cho nó nhanh. Cái này bảo cát hả? Phone down. Tôi ghét nhất mấy con game mà có cái phone down á, nên cái này về không luôn. Cây phát triển. Phát triển nhanh nhanh lên để mình đỡ trồng. Cái này mình cái tiêu thụ nước hả? Không biết cái này nên để cao hay thấp ta. Thử đây. Đây full là cái này cực thấp luôn. Còn cái này lên mà ha. Ha thì cái này nó rớt độ ít hơn. Chơi cái mức này đi, cho nó dễ. Hơn hết mà mấy cái nó đề để nó đều để rất là thấp luôn nè. Phone down thì không cần. Cây thì nhanh lên. Nhanh vừa vừa thôi. Không nên nhanh quá. Sao bên đây mà nó tắt cái này gần như là móng tanh luôn ta. Bên này là không biết cái gì, đồ ăn này có độc gì nữa nè. Chắc chúng ta sống ở sa mạc nên nó dễ tiêu hơn. Độ dài ngày đêm. Rớt đồ thì cao lên nhé. Rồi. Setting còn cái gì nữa không ta? Order. Đây, yêu là cái này là mấy cái chính sách gì quy định gì đó. Không tua được, tua được thì tôi sẽ chờ coi đủ. À, cứ tầm cái quét hai con chuột nữa nè. Anh em nào mà chơi mấy con game góc nhìn thứ nhất như thế này á mà dễ bị chóng mặt á thì nên có cái God Hand này vô nha. Có cái God Hand vô anh em sẽ đỡ chóng mặt hơn rất là nhiều luôn. Thậm chí chỉnh được kích cỡ luôn. Như thế này thì hơi to, thì nhỏ nhỏ vậy thôi. Cái nào đẹp ta? Cái này đi. Tôi chơi FPS thì chỉ có cần cái dấu chấm này thôi. Cái này cứ tầm con chuột. Ảo ma phết đó chứ. Rồi, ok luôn. Ngôn ngữ. Ngôn ngữ thì vẫn mong chờ một ngày nào đó mấy con game này hỗ trợ tiếng Việt chúng ta thôi. New game. Game có vẻ lâu đó. Khi mà bạn chết á, bạn sẽ rớt rất là nhiều đồ trong cái ba lô của mình. Hãy đến cái vị trí mà chết mình được đánh dấu trên bản đồ, sau đó lụm lại mấy cái vật phẩm của mình. Vẫn là cái trừng phạt khi chết nha. Bản đồ có thể giúp mình tìm được cái đường về nhà.
và đánh dấu một vài cái điểm quan trọng khác. Cho tôi cảm giác FPS nó hơi thấp á, nhìn cái con chuột này một cái nấm bằng dù chưa kịp đọc nữa. Bạn sẽ sớm sẵn sàng để tôi nói cho bạn về một cái thế giới đã từ rất lâu về trước. Sao tự nhiên đang cái chuyện mà có cái tiếng thều thào gì đuổi mình đi vậy ta? Ồ, game này tôi thấy cái phần bóng nó làm hơi nhạt nha, hơi yếu nha. Chắc là tại cái bối cảnh sa mạc quá. Chào đằng ấy, nghe tôi không? Tôi có thể hỗ trợ bạn rất nhiều. Tôi không biết làm thế nào để rời khỏi đây. Ai vậy? Ai đang nói chuyện với mình vậy? Cái cây hả? Ờ, không cái này chứ. 0 trên 500. Nhảy là nút cách giúp đỡ một cái người bạn linh hồn. Bây giờ dựng cái khối đá màu xanh ở bên cạnh lên. Vậy hả? Cảm ơn rất nhiều. Rồi làm cái gì nữa? Bây giờ thì mình nhấn chuột trái để thu nhập nước. Nhấn chuột trái thu nhập nước. Nhấn nút quy để uống nước. Rồi ok. Đi lụm 5 cái khúc gỗ và 2 cái cục đá. Bắt đầu làm cu li nữa đó. Mây sáng sáng là gì ta? Rồi bây giờ bạn cần một cái workbench được làm bằng những cây gỗ. Nhấn C để tạo cái workbench. À, workbench đây. E. Rồi tạo được cái workbench rồi. Bây giờ chế một cái liều cắt cỏ, cái liềm cắt cỏ bằng gỗ. Đây luôn, vừa đủ hai luôn. Chế thử gì nữa không? Không. Đi tiếp tục là thu nhập ba gỗ, mình có thể cắt cỏ bằng cái liềm này để nó rớt ra mấy cái vật liệu như thế này đúng không? Còn cái này là cái gì? Nó sáng trưng à? Chặt được cây này không ta? À được luôn hả? Chờ chặt nguyên cái cây ba lớn chỉ có một hai gỗ à, ba gỗ à. Bây giờ gấp một cái xẻng để workbench hả? Ở sa mạc mà mình cầm xẻng làm gì ta? Bây giờ đào những cái sáng sáng ở gần những cái bụi cỏ, nhấn chuột trái để đào này à. Thu nhập ba cái đinh gas sheet là cái cỏ. Ôi vãi, cái này nó di chuyển được cả. Nhúc nhích đây. Đây cái gì? Hai hộp rồi, ba hộp. Mấy hộp này nó khác gì không ta? Cái này gọi là cây sinh bớt, cây gì á. Mấy cái thực vật thì tôi ngu lắm. Nhấn B mở ba lô mình lên, chọn cái hạt giống mà cái cây đơn gác đó và bắt đầu trồng nó ở nơi đất tươi xốp ở gần nước là chỗ này đó. Đơn gác đây, nhấn nút E để trồng, F để thả. Có 3 cây à, bên kia nhiều lắm, làm thêm vài cây nữa đi. Mấy cây này hình như nó chết khô quá cho anh nè. Đây, dọc nhiều nhiều vô. Không biết nó có bổ ngang bổ dọc gì không, nhưng mà có thì cứ trồng đi. Mình không được trồng gần quá nha, phải thưa thưa ra đều đều như thế này nè. Cần tưới không ta?
Rồi hết rồi. Bây giờ thì hãy khám phá cái khu vực này để tìm một cái nguồn thực phẩm nào đó. Đi đâu giờ? Bên kia có gì cái vòm đỏ đỏ nè, mình đang ở trong cái vòm màu xanh nè. Cái này chắc là cái cổng dịch chuyển hay là cái gì đó. Chưa thấy làm được cái trò này. Mình phát hiện cái cây xương rồng đó, cây xương rồng này nó có thể phát triển trên sa mạc trong cái trường hợp mà nó cung cấp nước cho một số cái người lữ hành ở trên đường. Chọn cái bình nước rồi và nhấn chuột phải tưới lên cây xương rồng. Bây giờ thu nhập cái trái cây trong đó, mở ba lô lên và ăn. Ô, cây xương rồng này nó đang mà bị khô. Thu nhập cái gì, thu hoạch nó trong 285 giờ, tức là 285 giờ nữa mình mới hái được nó hả? Bây giờ nhấn ba lô lên chữ B phải không, chọn đây cái cây này và ăn nó. Ăn nó thì nút quy chín thực phẩm, mình đói dữ nè. Nó cho mình 5 nước 6 máu. 98% này là cái gì ta? À, cái độ mà sôi á, độ mà thiêu đồ ăn á. Cái này có độc nữa nha, độc thì không ăn được rồi. Làm thêm vài cây nữa chứ. Chuột phải chờ nó lớn lên. Trái này giống trái thanh long có trong mì tôm. Chuột phải xong rồi bứng nó. Mình hái cây này về trồng được không đó? Không, nông cho hái, hái được rồi hái về trồng khỏe hơn. Nhanh lên. Hết rồi, có nhiều cây đây á, sao sống nổi. Ô, bản đồ nè. Bản đồ nó làm bằng nút tab. Cái này em mà là memory, là cái ký ức gì đó. Từ từ tới nó nói, cái này chữ B. Chính thực phẩm mình ăn thì 11 trên 30, vậy ăn hai trái nữa. 20 nè, 29 nè. Đó, ok. Bây giờ mình cứ dùng một cái xẻng đào những cái đống sáng ở quanh cái mỏ đồng. Mỏ đồng đây nè. Mình cái này chắc thu mà thu nhập mấy cái đồng quá. Cái cây này nó chết khô rồi, còn hai mấy máu à. À, ở chỗ này chứ. Được một cục đồng. Ơi, leo lên chi không? Hai cục đồng. Hóa ra bình thường mấy game là anh em cầm ba cái rìu, cái cuốc rồi bổ vô. Còn game này đi lượm mót xung quanh thôi. Cái này nó chết luôn rồi. Gom đồ về. Bóc luôn. Bây giờ nguồn thực phẩm duy nhất của mình là ăn cái trái xương rồng nữa, nên gặp cây nào hốt cái đó đi. Cái này thay vì anh em để cái nút mà nhấn E vô cái cây xương rồng đã hiện ra cái này luôn á, thì nên làm cho nó giữ nút E hay là cái gì đó. Tại vì mình có hai cái tương tác thôi mà. Tương tác đầu là mình hái cái nụ. Cây này bự quá, chết luôn rồi. Cây này cũng chết luôn rồi. Ê, nó cho mình cái hộp, tưởng cái quái gì. Đây là cái quặng đồng, còn cái này là cái cây dài dài. Bây giờ mình trồng nó luôn đi. Trồng được cây nào trồng? À, đất đai màu mỡ là 125% nè, bên này nó phát triển 100% thôi. Hồi nãy mình mấy trái này trồng được không ta? Được luôn nè. Thôi, chúng ta có mì tôm ăn rồi.
Làm thế nào cho cái đất nó rộng ra nữa ta? Năm trái thanh long. Hết rồi, năm trái thôi. Mình lấy thêm miếng nước. Uống luôn. Có chuột chuột trái chứ. Rồi có gì nữa nào? Cái hạt này mình ăn được không? À được luôn. Ăn vô rất là khát nước nha, nó chỉ no thôi. Vị cây này mình cũng sống được. Còn bên này có gì nữa nào? Cái nấm. Cái nấm thì thay độc, ăn vô hẹo luôn á ông ơi. Cây nấm của mình nó phát triển rồi, bây giờ đến cái workbench và nâng cấp cái dụng cụ lên bằng đồng. Cái gương đồng nhé. Ủa, cái này ở đâu ra vậy? Nó giới hạn đồ cho mình gấp lúc đầu rất nhiều luôn. Bây giờ cách phép hả? Ô. Phải nó. Nhấn C để bui và học nó. Rồi bây giờ chế được cái liều thiếu mà ba gỗ nha. Gỗ thì cái cây này được không ta? Trời cào chậm quá. Chơi 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 chơi. Con này nghe nhạc đúng là cái kiểu nhạc pha tấu luôn. Nó liệm mà giải thoát cho nó luôn đi. Cây nãy tôi chỉnh phát triển cao lắm mà sao bây giờ nó lên chậm quá ta? Hay là phải tưới nước nữa? Ừ, phải tưới nước nữa anh em ơi, không tưới là nó liệm luôn á. Chết rồi, trồng nhiều quá rồi. Còn thằng nào chưa tưới không? Lên tí. Bên này thì sao? Bên này nó vẫn phun nước. Tức là những cái cây nào nó lệch lệch ra ngoài nó mới thiếu nước thôi. Chứ nó nằm ở bên trong thì nó vẫn thoải mái. Rồi bây giờ nhấn C để bui và học nó. Cái liều sẽ đâu giờ? Đây đây. Bây giờ vô đây để ngủ, nghỉ ngơi thư giãn. Trời ngủ giữa nắng gì cũng cốc. Không, nó không có ngủ, nó ngồi thiền thôi. Sống ở sa mạc cũng khổ ha. Rồi bây giờ mình đã ngủ trong cái liều thành công. Thu nhập mấy cái mà tinh hoa của cây. À mình trồng nhiều cây thì nó càng có nhiều tinh hoa để mình lụm. Đạt được cái thành tựu gì rồi. Cây này sao nó đẹp vậy ta? Ban ngày nhìn thấy lõm lắm mà. Xinh ghét. Cây này chết queo rồi. Chết ở trên này. Trời ơi. Chết sạch rồi. Ê, vãi giật cái mình. Chào mừng cái linh hồn. Đây là 10 cái mà Ethan cho anh nè. Lễ phép á hả? Chả như mấy con game nào đó là con ma nó nhảy xổm vô tôi rồi. Cái con này nó cũng thấy ghê nó.
Này dạng như thành phố của người chết luôn rồi đó. Mà sao cây cỏ của mình nó mau khát nước dữ vậy ta? Mới tưới sáng mà bây giờ nó khô héo vậy nè. Cạn lợi vậy nè. Rồi nhấn M để view cái mà cái dạng như là cái gì ta? Này bộ nhớ của mình đi. Bây giờ chọn cái Survivor sinh tồn và mở khóa nó. Đây hả? Là cái này. Cái này nó không ghi tác dụng gì vậy? Tìm thấy hai là cộng 3 máu tối đa. Máu mình là 53 hả? À bây giờ mình mới nâng được mấy cái gấp lên nè. Cần phải bui. Bui được mấy cái mà nhà bằng gỗ. Những công trình bằng gỗ thì mình cần hai điểm memory này. À cái này hiệu ứng nó cộng trực tiếp luôn. Còn cái này là những cái công trình cơ bản bằng gỗ fiber, bao gồm cả cái kho trang trí và mấy cái thùng rác gì đó. Tôi biết bạn có rất nhiều câu hỏi để mà rời khỏi nơi này an toàn, sa mạc này an toàn, nhưng tôi cần cái gì đó chưa kịp đọc nữa. Tốt lắm, chúng ta có cái bản đồ rồi, bây giờ chúng ta phải đánh dấu lên nó. Cái này ba. Ừ, cái này là dạng như trang sức trên cái bàn. À mình muốn gắp cái gì trong bàn workbench thì chắc phải học trong đây rồi. Bây giờ làm sao có memory này ta? Tab mở bản đồ xong dùng dính mở. À dính mở với memory. Bạn sẽ nhìn thấy những cái điểm đánh dấu trên bản đồ. Game này sao zoom lên nó kỳ vậy? Zoom lên nó bị lệch nha. Zoom lên là nó cuộn như chính giữa mà. Nên anh em mà để kiểu này anh em zoom ngay đây á thì nó sẽ zoom ngay chỗ này. Bây giờ mình phải đi đến đó hả? Nhớ để mắt đến những cái cây do anh mà cái cây gì đó, cái cây xương rồng, tại vì cái chuyến hành trình của mình nó rất là dài luôn. Tôi đi ở nhà ai tưới cây không? Bây giờ phải đi đến địa điểm chấm hỏi rồi đó, đi thôi. Đi. Chỗ mấy cây xương rồng này miễn cái nào xinh tươi đó là nó ra mấy cái extension nữa cho nè. Ba nè. Ba nữa nè. Nhưng mà cái này lấy ở đâu ta? Nó đầy nước này. Nên là vài ngày nữa mình mới lụm được nó một lần nữa. Cái vũ khí của mình đâu? Nghe để phá vỡ cái máy vòm này. À để mở ra thôi. Dạng là on off á. Đây nước đây nước đây. Chuột phải à? Tìm cái mảnh có khối cấu trúc tinh thể là tương tác với nó. Ê! Ê! Đừng đừng. À mình phản chiếu lại. À chuột phải. Phản chiếu lại cái ánh sáng của nó. Không có gì phải sợ. Chiếu em đi anh. Anh ơi. Phản đạm nè, anh em thấy bậc thầy pha ghi chưa? Ủa nó cho mình mấy cục cát vậy thôi đó hả? Đem cái mảnh mà sáp mình nhận được đó, mấy cái mảnh vỡ đó đem về cái chỗ mà tòa tháp. Tòa tháp ở đâu? À, đem bây giờ thì bạn đã nhận được những cái mảnh vỡ linh hồn đó từ cái mảnh thủy tinh, cái khối thủy tinh đó. Bây giờ đi thẳng về phía cái mà Oasis sa mạc, trở về cái chỗ linh hồn hướng dẫn của mình. Chị Di vậy? Trời ơi chữ nó nhiều kìa. Không, cái này là trò chuyện của mình với nó thôi, cái đoạn hội thoại được lưu lại. Nhưng mà đoạn hội thoại thì anh em đừng có nên canh giữa nha, canh cái lời trái đi. Trên cái lề trái rồi tên cái nhân vật này đó, nên viết mờ xuống hoặc là đậm lên, xong rồi cách cách những cái đoạn đối thoại ra, viết như thế này xong đọc được.
Trời, anh linh hồn anh chạy lăng quăng coi coi. Ừ, trên này có cái tím tím nữa. Game này thế giới mở nên có rất nhiều thứ để anh em có thể chơi luôn á. Ủa, cái này là cái cục tinh thể nó bay bay mà. Chào. Đây là gói quà cho anh nào. Cảm ơn, đây là một phần của tôi. Tên của tôi là Vidap. Mình đang khôi phục lại trí nhớ cho cái mảnh tinh thể này. Tôi là một linh hồn mà chứa đựng rất nhiều kiến thức, sẽ hướng dẫn bạn rất là nhiều thứ nữa. Bây giờ thì nó đã bị vỡ ra rồi, bị hư hỏng rất là nhiều và gãy gác trên khắp vùng đất này. Chữ chạy từ từ không ơi. Tôi bị mù chữ mà anh em chạy cái chữ đó sao mà đọc. Nói chung là mình giúp đỡ cái cục này đi, mình tụng lại những cái tin của nó. Rồi. Tinh hoa tinh tí của anh này là bị sức bừa bãi phát khắp thế giới luôn. Cái này là hướng dẫn của anh thôi. Tức là không biết gì mà mình vô đây mình hỏi. Mấy cái sao chổi màu hồng này hả? Tìm cái nguồn gốc của nó và tái tạo của nó. Sao mà tìm được? Nó cứ rớt xuống không? Ý, hình như cái đất nó bắt đầu mà rộng rãi ra nè. Không có còn chật hẹp như đó nữa. Cây mình cũng là đầy đủ nước hơn rồi. Còn bên đây sao nó không mở rộng thêm? Nhấn nghe vào 84 giờ nữa, tức là 2-3 ngày nữa mình mới có cái để mình ăn. Có rất nhiều cái nguồn thực phẩm nó nằm rải rác ở khu này. Rồi bây giờ làm cái gì đây? Nếu tìm được mấy cái hạt giống ngon nghẻ thì có thể đem về đây để trồng. Trồng cây này dễ ăn hơn cây sầu riêng. Ủa mà cây thanh long nè. Cây này có một điểm no à. Nhưng mà trồng cây này để làm cái gì ta? Chắc sau này mình có ghép đồ hay là nấu cái gì nữa. Bấm giờ đâu để xếp đồ ta? Chữ O. Leo lên cái dốc núi là cho mình cái tầm nhìn là tốt hơn. Thử leo lên một trong những nơi mình nhìn thấy. Cái này là cái gì? Đây phải không? Nhấn nút shift bên trái để leo lên tường, sau đó leo lên một cái đỉnh núi nào đó đi. Chắc bên đây thôi, có tốn thể lực hay là cái gì không ta? À, leo thoải mái luôn, không có tốn gì cả. Không thể vừa leo vừa nhảy được nha. Vậy chỉ có leo thôi. Lên đây thì chắc lụm thêm một tí động. Có cái gì bên đó kìa. Wow, mình chưa có hệ thống chiến đấu gì anh nha. Nên có quái vật cái là hẹo luôn á. Y có cái gương linh hồn nữa kìa. Trời ơi, nguyên cái gương nó cho mình một cái cục đồng.
Không, anh này thân thiện. Lắng nghe cách anh ấy kể chuyện, kể câu chuyện này. À. Ý. Cái con này thấy trên trailer hơi bị nhiều nè. Bây giờ memory. Mình có một số cái điểm này, hai điểm bên cái điểm linh hồn này nè. Bây giờ học cách phát triển cái cây bằng cách sử dụng cái ma thuật của mình, Thao. Tôi muốn nâng cái này để gấp nhà hơn. Nhưng mà mình tìm được cái linh hồn nào á, họ kể về cái câu chuyện của họ thì mình thu được một số cái điểm ký ức này, sau đó thì nâng vô cái cây này. Rồi ảnh quy tiên luôn rồi. Bên đó là cái gì ta? Giống cái cổng dịch chuyển quá vậy. Cái cổng này nó đã bị hỏng. Cái cổng ở nhà mình thì có xài được không? Pangolin. Trời, cái chữ chồng lên nhau sao mà đọc? Rồi cái linh hồn thôi. Mình sẽ đi thu phục mấy con này phải không? Con đầu tiên, con gà tây, con gà biết bay. Chào đế. Yêu cầu mình phải là khám phá được cái cây thực vật. À, chưa được. Sao tự nhiên cái tiếng nhạc nó làm gần gần vậy? Cái cây này mà sao nó nhiều hạt chứ ta? À, acorn hả? Tài nguyên mới, tài nguyên mới. Đó là lý do mà tại sao hồi nãy tôi khuyến khích anh em á, mấy anh em dev game này á, là nên giữ cái nút E vào để xem thông tin hoặc là dùng cái nút khác thay vì mà dùng nút E hai lần. Đó rồi. Bây giờ nó kêu mình đi khám phá mấy cái điểm vàng vàng trên bản đồ là mấy cái khối này. Nó hình gì ta? Một cái, hai cái. Nút pháp đúng rồi, cái này. Ủa đâu vậy? Đó. Ủa không phải mấy chỗ này á. Thế biết đi đâu mà tìm nó trời. Hoa lily. Ủa
Đây là mấy cái chỗ này nè, mấy cái này giống mấy cái tàn tích hơn á, đi thử anh. Cái nhà hồi cổ không biết sau này mình xây được cái công trình nào như thế này không. Vô đây nó lụm đá với gỗ à trời, không có nghĩa lý gì luôn. Cái gì sáng sáng như này nè, rồi mấy cái áp xếp cái cây nó bay lơ lửng kìa. Amagat à? Hình như là cái cây sáng sáng nãy. Cái gì lạ lạ cứ gom hết về đi. Rồi bây giờ lên tòa thành này, kích cho anh ấy một phát nữa. Chỗ này rất nhiều cái đó luôn. Có ai ở nhà không? Nãy thấy có người đứng ở trên tầng 2 này. Trời sáng luôn rồi nè. Chào anh. Định nhảy lầu hay gì? Không tương tác được. Phải mở cái hòm ra trước hả? Rồi anh đâu rồi? Rồi rồi. Mở đồ cái nó văng tùm lum hết trơn. Rồi anh bay màu luôn hết vậy. Cái gì đây nữa đây? Không có phone down nên chạy nhảy tự do thoải mái. Bây giờ đi vòng xong không biết làm gì luôn. Bây giờ coi cái sao chổi nó bay đi đâu rồi mình đi theo lại đó hả ta? Nhưng mà làm sao biết sao chổi nó bay chỗ nào được? Cây của mình nó vẫn chưa lớn. Chỗ này thì lấy gì mà ăn đây? Có thêm một số cây mới nè. Cây này như cây cổ thụ gì đó. To phết nha. Chắc là nó cỡ cái này không? Tôi nghĩ là không đâu, cỡ cái này thôi. Rồi, trồng thêm mấy cây hoa này nữa không? Cái này hồi là nó lấn vô tới nhà mình luôn rồi. Bây giờ chuyển qua thời điểm ban ngày, thời tiết bắt đầu nóng hơn. Cây này nó chỉ đẹp thôi, nó là cái cây trắng trắng hồi tối nãy. Mật độ cây bây giờ nó đông đúc quá rồi.
qua đây coi mình gáp được cái gì mới không ta. Nãy giờ đi gà vòng chả biết làm cái gì cả. Ý được rồi nè, mấy cái công trình này trang trí thôi. Hồi nãy là vẫn không không hết à, đi công trình mà phá hủy công trình đi, trời ơi kệ, dời cái nhà xa xa ra đây chỗ này đi. Chắc là qua đó quá. C xây cái túp lều lý tưởng. C bây giờ xây cái này để đựng đồ nè, ba cái cây nhỏ nhỏ nữa. Rồi xây xong cái này đi, đi đâu đi. Ừ, cây này nó chặt lâu quá. Gớt được có một cái mà bà chặt hết cái này nó mới ra đủ không. Rồi về xây cái đó, cái chòi cái đi đi, nhưng mà vẫn chưa biết đi đâu nữa nè. Cái này nghe chuyển vô nào ăn được thì giữ lại. Cái này ăn mất nước nhưng mà ăn vẫn được nha. Bây giờ ăn cái này đi, nó hơi thiếu nước nhưng mà nó vẫn no được. Rồi ăn xong uống nước luôn. Quy. Rồi thu nước rồi vô bình. Rồi đi. Cái hướng sao chổi thì nó bay qua đây phải không? Chắc là chỗ này quá. Đi chậm quá, đi chậm mà phải đi xa nữa. Bên này có cái chuyến xe hàng gì cơ.
không tương tác được gì không. Ui, mỗi khúc gỗ nằm dưới à, gì cũng thiết kế cái chiến xe cho nó độc lạ luôn đó. Tôi nghĩ trong này chắc cũng chả có gì đâu, quan trọng là mình cần qua cái bên đỏ đỏ nữa đó. Chỗ này góc nhìn thứ nhất nó chóng mặt quá. Đi. Cái hoa lily. Chỗ này mở đồ ra nó hay bị gớt lắm nha. Không biết nó có gớt cái món nào xuống dưới đâu nữa. Bên cái chòi bên kia thì sao? Cái này vẫn không tốn chìa khóa. Không có phone down nên mình cứ thoải mái thôi, không có gì cả. Giờ đi qua bển. Chỗ này không có nút chạy à, ZXC gì ơi, nó cứ đi bộ như thế này. Ban đầu game thì nó chắc bắt buộc mình đi để mở map rồi. Mà cái gương này nó chứa toàn má gì không à, không có gì mà gọi là hữu dụng đó chứ. Cây này hình như là cây mới nào phải không? Mình mất nước chữa nha. Bây giờ cái gọi là thỏa thuận cầu nguyện này, water nước một làm cho gây bao mình có thể nâng cấp hay gì đó. Mình sẽ dùng 5 nước này, 10 nước, 4 cái này, hai cái này để làm cái gì? Cái linh hồn đã được triệu hồi rồi, cái này dạng chắc cái đèn tế quá. Còn linh hồn triệu hồi thì chắc sẽ quay về mà cái làng của mình. Kìa 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 kìa, cầm cái gương ra. Ủa, rồi sao mà vô? Chỗ này đất nó đứt nẻ, nó khô queo quá anh. Không vào được. Hay là bữa tối mình mới vô được ta? Bây giờ mới 5 giờ chiều à, chắc còn lâu nữa mới tối á.
Ê, đồ ăn của chúng ta đây. Nó chết luôn rồi. Đi hết một vòng này không vào được. Nhiệm vụ mình bây giờ chỉ có hai cái này thôi. Bây giờ chờ đến buổi tối rồi vô thứ hai. Tìm được cái dùng nước à. Trời mà dính hai độc. Uống phải nước độc hay gì rồi. Anh gì ơi, anh ơi. Kể chuyện đi anh ơi. Ồ, mình chỉnh được mấy cái màu sắc trên này luôn nha. Nóng được quá rồi. Nên chuyển qua cái tông màu xanh này đi, cho nó mát mẻ thêm. Đồ ăn nhưng mà trừ 10 nước. Cái nào cũng thiếu nước cho nên nó không ổn đâu. Hồi nãy mình mới uống cái gì mà vô mà dính độc rồi nè. Bây giờ có cách nào giải không? Bữa tối cái này nó cũng không mở nữa là làm sao? Cái sao chổi nó bay đúng là hướng là cái chỗ này nè. Nên mình đi đâu có nhầm được. Ba điểm thì mới mở được mấy cái đồ xịn sò hơn. Cái này mở mấy cái phần trang sức thôi. Cái này thì xây nhà. Bây giờ là 7-8 giờ tối nè, chưa vào được nữa nè. Giờ tính sao đây? Ai gỗ mà cỏ nữa. Bớ cái cây rượu được không? Cào tới Tết luôn á. Thiếu một cái nữa, chặt cái này chắc nữa là chắc đủ á. Bây giờ đợi nó chuyển về mà buổi tối thôi.
chỉ có thể ngủ khi mà buổi chiều hoặc là buổi tối. Trời ơi, nó mới bắn ra kìa phải không? Chứ nó nghỉ bắn rồi. Thôi thôi thôi, pause game đây đó. Bây giờ tìm tìm thêm chỗ này thôi, coi có cái gì ở đây không. Game này đi chậm quá ta. Có cái nào cho đi nhanh hơn. Có cái rãnh này nè. Ồ bên này có cột sáng gì trong nhà nè. Này giống như một cái trụ dịch chuyển vậy đó. Cái này mình biến về nhà được không ta? Nhà mình có cái trụ nữa phải không? Bây giờ di chuyển về là phải tốn 6 cái điểm này. Ủa con đầu con hổ à? Bên này có một cục đá nữa. Cũng được. Vậy chừng nào về thì mình vô đây mình tay le về. Cái gương. Gương trong này đồ cùi không à? Ê, trời ơi. Không thể làm cho nó sống rồi được. Cần phải có khám phá được cái sông hoặc bớt vậy đó. Thiết kế cầu thang này khó đi nha. Ô, bên này có đường nữa nào. Trong này có phòng trống thôi, chẳng có gì trong này cả. Lên luôn. Này chắc cũng phòng trống quá. Thiết kế mấy cái nhà này cũng đảo ha. Tối mà mộng du hay là nhậu xỉn gì đi lên cái nhà này chắc là chuyển sinh luôn. Ủa cái gì đây? Cây nấm dù là cái cây có thể mình bay bay nè. Nó là chỉ còn có một nước thôi. Bây giờ thì vẫn chưa làm được cái gì cả. Cái này không bắt nó được ta. Làm thế nào bây giờ? À, tôi có cái vụ này nè anh em, phải xài gì không? Nhấn nút F. QE không phải. Nhấn nút F để đặt cái vụ xuống, còn thôi là mình cứ xây thôi. Mình chỉ lấy được một cây hả ta? Tôi muốn đem cây nữa về để ở nhà.
Trên đó có cái gì màu xanh kìa, chữ nút tab. Bên này có một cái con bay bay, một cục đá. Đây này, cục đá nè, cục đá này thì chắc chưa tương tác được, con đó thì cũng chưa bắt được nó luôn. Con bay bay nè, nhưng mà theo cái sao chổi này thì ở đây đâu có cái gì nữa đâu. Ê, trời ơi, bấm trễ. Nó cầm cái vũ leo luôn, thiệt. Rồi nữa rồi. Tí nữa thì mình có thể vô đó mình đây le về. Bây giờ cứ đi khám phá đi. Đánh dấu chỗ hồi nãy trên bản đồ thôi. Ủa, đây có một cây nữa hả? Dandelion. Cái này Tiger là cái cây con hổ. Đánh dấu đi. Nãy không để ý cái chỗ này ta. Dưới này lại có một cây nữa nè. À, mấy cái chỗ này như cái bể đá thôi. Teleport về tốn 7 điểm. Chỗ này cũng là cái teleport, cũng chả có gì cả. Water Seeker trong cái điểm nào ta? Kiểu này là mình phải đi vòng vòng mở map khá là nhiều luôn á. Nguyên cái khu này tôi lặn lội nãy giờ là chả có cái gì hết nào. Bây giờ đi về thôi. Mình có 25 điểm nên cứ thoải mái. Bây giờ đầy 34 điểm rồi nè. Nó hết nước là bắt đầu nó chuyển qua cái kia nha. Bây giờ mình có cái web. Yêu cầu 20 nước và 40 thực phẩm. Bây giờ trồng 6 cái cây là Amagat trưởng thành. Amagan. Cây này hả? Đây cây này. Kiếm được ra 6 cái hộp rồi. Không biết cái cây nó ra làm sao nữa. Có thể nãy giờ mình có thể trồng rồi đó mà không để ý. Không, bên này là không có trồng mấy cây đó rồi. Đây cây Amagam đây. Một cây. 6 cây thì chắc chưa đủ. Một cây nào. Hai cây nào.
Cái này sao nó nhỏ xíu vậy nè. Chắc phải tê le gì đó lấy mấy cái cây đó một lần nữa. Ủa? Nó không cho mình tê le đi vậy? Chết rồi, tê le về là ở đây luôn. Trái thanh long này và thanh long khô hết ta. Uống miếng nước rồi đi tiếp. Giờ vẫn chưa biết đi đâu. Đi thử qua cái chòi này á. Nãy giờ tiếng máy chạy lăng quăng là chính. Chưa làm được cái gì luôn. Chắc phải đi mở mấy cái bản đồ thế giới rồi thu nhập mấy cái tài nguyên đó. Mấy cái mà memory á. Nó có cái cây gì nó ngộ ngộ như ta. Nhìn như nó bốc khói lên hay gì đó. Cái gì đây? Rồi cái hạt. Có nước luôn hả? 30 là sao? Nước bẩn. Trời ơi. Cái này là mở đồng. Mở đồng chắc là gom tí đồng. Nguyên cái mỏ con cục một. Thiệt lừa đảo. Đó như có mấy cái chòi nữa kìa. Cái cuộn giấy à. Nhớ nghe để đọc. Ký ức linh hồn. Một điểm thì chả được cái gì cả. Đi vô đây cái nó làm âm thanh nó khác bọt hẳn luôn. Vô đây có mỗi cái khu này như vậy thôi à. Bên đây có gì trên này không?
Bên đó có một số cái ngôi làng nữa cơ. Mà bên đó nó mây mù nó bao phủ luôn. Mỗi cái cổng dịch chuyển thôi. Giờ đi đâu mà để tìm thêm mấy cái đó ta? Ủa? Nó bay từ đây ra phải không? Kìa đúng rồi kìa. À mình đi tìm cái nguồn nó luôn. Nói ra là vậy, chứ không phải là tìm cái chỗ nó bay đến, mà tìm cái nguồn gốc nó bay đi đâu. Một cuộn giấy nữa, một cái chìa khóa nữa. Cái này là cái amber dạng như cái nhựa cây vậy đó, một ngửi độc. Solo bạn ơi. Ủa, một bác. Có mỗi một đòn như vậy hả? Đơn giản phết vậy. Đất chỗ này nó khô cằn. Trên này thì chắc ăn sẽ có cái gương đó thôi. Tôi đoán không nhầm là như vậy. Hình như tôi đoán nhầm rồi đó. Rồi camera kìa. Rồi thiết kế giống hệt nãy luôn. Đúng là copy pattern qua rồi. Nhưng mà cái gương nó đặt vị trí khác. Ủa, sống lụm được cái gì nhanh vậy? Trên này đã có rất nhiều cây nấm nữa. Không lấy được, chỉ lấy được một cây thôi. Bên đó có một cái tòa tháp. Bây giờ coi sao chổi nó bay từ đâu nè. Đây, một cái nữa nè. Ấy. Cái là chắc trên núi nữa nữa ta. Game này đi bộ mỏi giò quá. Mấy cái cục đất này nó phải cái mỏi gì khác ngoài cái mỏi đồng không?
Cái cây này hình như cây mới nào. Vậy thôi đó hả? Trời đánh mấy con hồn ma mà nó rớt ra xương. Thiệt. Còn one hit không à? Tốn thời gian là thời gian mình di chuyển thôi. Cái cầu này là để làm cái gì vậy? Một cái bay từ hướng đó. Hiện tại tôi chỉ thấy là một cái sao chổi ở bên đó thôi, để leo lên cao đã. Đúng rồi đó, đoán được là ông chọn cái gì luôn á. Một còn một cục nữa. Ba trên bốn rồi, vậy còn cái đó là cái cuối cùng đó hả? À mình phá hủy hai cái. Ừ, đúng rồi, còn cái gì nữa? Cái đầu tiên là cái rồi. Trong cái dù ấy cho nó ngộ nhìn giống cái vỏ cam á. Trời ơi, cục trên này là cái mỏ đồng thôi, đồ lừa đảo, lừa đảo. Có cổng tè le nào ở đây không? Lại AGK nữa, mình khu này. Cái gì đấy? Tưởng hô quá. Một cái đồng và 15 cái đó. Không, bây giờ mình... Rồi, bị lỗi bớt rồi. Bây giờ kiếm đường trở về nào. Còn một cái là nó nằm ở đâu bên này nè. Hướng này hả? Hướng này đúng rồi, nằm đâu bên này nè. Tệ lệ, muốn tệ lệ về mấy anh ơi. Muốn đại đi, chết bỏ. Nước đã bị bẩn rồi, bẩn luôn cái nước mặt định của mình. Muốn đại đi, chết bỏ.
Cái nấm này có vẻ ngon ngon. Vẫn là cái nước bẩn à. Lấy luôn. Ý cái này hình như đâu phải đồng đâu. Nó là nhiều á. Gần ba cái cây lớn lớn thì đương nhiên sẽ có nhiều á. Chừng nào mới hết độc nữa vậy? Hết rồi, hết rồi. Ủa, nó bên trái ở trên hả? Thấy cái khu này có cái gì không? Ghìa bán đồ luôn rồi. Trời ơi, đừng có nói là cây mộc xuyên đá nghe. Chứ còn cái gì nữa, anh em làm cái áp set luôn game này. À, dây leo. Ba lô đầy rồi. Hai mươi ba, cái này là tám, ăn luôn đi. Nó sẽ chơi gì để đẩy. Nếu có cái này là sao ta? Là dạng như bị dính độc vậy. Cái này dạng dây leo đẹp nè, không muốn bỏ nó. Còn lại nhìn cái nào nó cũng quan trọng đó cho nó. Này cũng đẹp nữa nè. Lim này thì chắc là bỏ được. Cái này tài nguyên mới nên chắc là cần thiết á. Đành phải gom về thôi. Rồi giờ leo lên đến đỉnh luôn. Kiếm cái chỗ tay leo quay về mà khó quá. Mình có 30 điểm linh hồn lại đây gom thì nó lại lên tí nữa. 33. Leo hơi mệt nha, bên đó có cái cây gì á nên có thể qua đó mình tay leo về được á. Game này là nó bắt phủ xanh toàn bộ cái vùng đất sa mạc này, chắc học máu mồm luôn. Gặp mấy con game như Genshin Impact đồ hay là Fan World đồ mà nó có thể lực vô bằng cái này đó là hẹo luôn á.
Trong này cũng chỉ có vài cái cây thôi. Ủa sao vẫn ghi outpost gì mà ta? Trái thanh long. Cái thanh long mình mới lượm được thôi. Ăn mà nó cũng không cho ăn á thiệt. Không cho ăn giục luôn. Không biết mấy cái này là cái gì. Ủa nó bắn hụt hả? Sao tối thui vậy nè? Chỗ này cũng leo được nữa, tí nữa mình tay leo về. Tôi chết rồi. Chào anh. Không có phản hồi nào luôn. Vô đây không biết ra được không nữa. Thôi về đây. À cái dù này có thời gian xài nữa nè nha. Càng xa thì mình tay le nó lại càng tốn nhiều điểm. Hồi máu thì mình có thể chế thuốc tại là cái bàn hoặc bên đó.
Bây giờ đi chế một cái là bình thuốc hồi máu hả? Mười nước hai cái cây này chả tốn bao nhiêu cả, ok. Cái gì quăng vô được đó không ta? Cây này quăng vô luôn. Cái nước này thì có thể là mở rộng những cái giống hoa mùa xuân này á để làm gì? Đào đất cái là nó lúng lúng xuống. Rồi, này là gọi là làm bằng phẳng là cái địa hình thôi. Có cái cộng đồng những người linh hồn mà sống trong quá khứ mình có thể tìm họ và rất là dễ dàng. Một cái bệ thờ đó thì có thể cần đá dọc hoặc là đồng để mà tuyển dụng họ, chúng ta cần tìm rất là nhiều đồng. Bây giờ lấy ba gỗ, hai cát và hai cục đồng. Nó bắt mình làm nhiệm vụ mà nó không thưởng gì hết ta. Bộ thuốc này chắc tôi cũng méo xài đâu, 48 máu, máu mình 40 uống cái đầy luôn. 1, 2. Cái gì nữa ta? 3 gỗ và 2 cát. Gấp một cái Axender với bệ thờ thần đây nè. Bây giờ mình có thể là được xác định cái vị trí của những hồn ma ở gần. Mình muốn cái nào thì mình xác định bằng cái này. Thì sau đó đi tới đó. Nâng cấp lên. Cái này là những cái di tích luôn. Là giống cái hồi nãy mình đi rồi mình thờ vậy đó. Ủa, bay đến đó thôi nữa hả? Trời, bay xuyên qua núi thì sao mà xác định được phương hướng? Bây giờ đi xung quanh nhanh hơn. Giống như mang cái đụng cát và mấy cái núi tuyết gì đó. Trong quá khứ con người di chuyển bằng cách chuột phải không?
Cây của mình nó lớn rồi nè. Cái này là cái gì vậy? Số 1 tưới cho nó. Mấy cây này ở xa cái nguồn nước quá nên là nó héo. Được nhiêu cây rồi? Chưa được cây nào luôn hả? Một cây, hai cây amagat nè. Đây cây nữa, ba cây nè. Bốn cây, năm cây nè, thiếu một cây rồi. Kể nó lớn lên thì chắc cũng có hạt để lại cho mình nè. Là đủ nè. Mình vô chỗ nào tươi tốt một chút thôi. Amagat. Rồi ok chưa? Bây giờ đi tìm cái sao chổi cuối cùng, nó từ hướng này. Chế được cái gì mới cả, không có gì để trơn trượt được đi hết. Tiếp tục cái hành trình mà gông đuổi tha phương này thôi. Coi đủ bốn cái đó về thì được cái gì vậy nghỉ? Gần 2 tiếng đồng hồ rồi. 3013 này chắc đủ cái này nè. Coi chế được cái gì nữa không? Hai phim được lên là cái đồ sắt. 4 phim vừa đủ luôn. Nó thay luôn cái đồ cũ của mình nha. Ủa? Cái này đồ mới hả? Bây giờ đi ở chỗ mà mấy cái đùng cát cao cao đổ xuống á, mình có thể trượt được. Nè.
chỗ này phải không? Đó, nó bắn ra từ đó luôn kìa. Cái chỗ mình ở hình như là cái nơi duy nhất có nước trên mà toàn cái bản đồ luôn á. À, cổng tay le kìa. Cái gì? Hình như quái mới nha. Lên công nó luôn á, bệnh gì phải sợ. Nhiệt độ lên cao dữ rồi kìa, trời nắng nóng dữ rồi. Trời, tưởng cái gì thằng nào cũng quanh hết đó. Ủa sao không lấy được cây này? Bây giờ muốn đổi cái nấm đổi làm sao? Cái cây nấm của mình nó sắp hư rồi nè. À, nút quy rồi ơi. Coi nãy giờ mình đụng được cái gì mới. Cuộn giấy. Trừ 30 linh hồn này mới được. Cuộn này thì 45 độc. Sao thấy ghê quá vậy? Chỗ này chắc về nhà mới đọc được á. Chứ đọc ở đây có khi đàng hoàng là hẹo luôn. Chả có gì trong nhà này luôn hả? Ngoài mấy cái khúc gỗ mà xuyên qua đá nữa nè. Thì bọn ở đây có vài cái linh hồn. Có tiếng chim kêu kìa. Mở gương nào. Nó cho mình cục đồng. Có linh hồn lạc lõng bơ vơ nào cần sự trợ giúp không? Cái gì đấy? Đi xuống đây luôn, đi xuống luôn. Tưởng đâu bị kẹt đó luôn chứ. Đọc đó không chắc ở trên núi luôn rồi. Xương. Cái này chắc là Linh nè. Không.
Nào lên đây. Có đồng không anh? Thẳng hướng này chắc trên đỉnh núi luôn rồi. Cái chuột này thả bổ béo gì luôn á. Trong này có một cái tê lê à. Hên là game này nó không có cái ống mà thể lực đó nha, chứ có cái nữa là tôi nghĩ nãy giờ luôn rồi đó. Lên nào. Game này có thời gian rảnh thì chắc tôi sẽ chơi tiếp á. Nó chiêu chiêu. Không có đến nặng về ba cái mà đánh nhau là xây nhà đi kiếm tài nguyên gì. Chủ yếu là nó lang thang ở cái mấy cái vùng đất này thôi. Nên đi khám phá hết là coi như cũng xong rồi. Dạng mấy con game mà giải trí thư giãn chiêu chiêu như thế này là ổn rồi. Ủa ông đó đâu vậy? Đừng có nói ở dưới này nha. Leo lên tới đây rồi ổng ở dưới hả? Làm gì có cái cửa nào vào đâu. Hay là khi nào trời tối ông mới xuất hiện lận. Đúng rồi, chắc trời tối ông mới hiện ra thôi. Chứ cái cục này là nó vuông vức à, đâu có lối vào nào đâu. Bây giờ là 5 giờ chiều thì chắc là Phi Phi ông xuất hiện á, cứ đầy đợi thôi. Trên này thì chắc cũng có một vài cái nấm nữa là hết. Ủa cái gì đó vậy? Rồi cái hành tinh mặt trăng mặt trời vậy đó. Chắc 7-8 giờ gì đó mới tối đó, ổng xuất hiện rồi đó. 6 giờ. Chào cụ. Chào cụ. Một đứa trẻ, một người xa lạ, đã từ rất lâu rồi tôi chưa từng thấy một đứa bé nào cả. Ký ức của tôi thì... Rồi còn câu nào khác không hay là chỉ có một câu như thế thôi? Bóng ma nhà lữ hành. Nói gì thêm đi anh? Đó rồi. Trong con game này gương nó không có ý nghĩa gì cả. Rồi đủ 4 cái cho anh rồi nào.
Cái này nãy mình đi lụm được rồi mà ta. Cái dưới nè. Đây, cái mảnh vỡ của anh đây. Vừa lòng hả dạ chưa? Từ bây giờ thì cái thế giới này có rất là nhiều điều kỳ lạ luôn. Chúng ta cần tìm Nadia. Cô ấy là một cái điện thờ gì đó. Chữ chạy nhanh quá là tôi đọc không kịp. Phải chắc là mang đến cái lô thỏa thuận cô ấy thì rất thích những cái hạt trong. Nadia là vị thần của nước. Cô ấy biết cách để đến chỗ này như thế nào. Gì nữa không? Cô ấy thích thạch tông quá. Chưa có trồng được cái cây amagat nào lớn lớn luôn game này phiêu lưu khám phá mà như game nông trại vậy đó. Thử rồi, thử rồi, thử rồi. Dính 45 độc. Đằng nào cũng chết à, độc luôn cái này. Còn lấy 6 điểm. Ủa không có thì hiện dấu chấm than làm gì không? Lụm mấy cái hộp này lại đó. 41 điểm à, 41 đủ rồi. Đây cái hạt công đây. Độ tươi 87%. Chết rồi, tôi sắp chết rồi. Rồi đi ngủ thôi. Bây giờ là 10 giờ tối rồi, nó không cho mình ngủ à. Bữa nãy học được mà cái điểm nguyên liệu gì ta? Linh hồn ở đây. Thiếu một cái bông hoa màu đỏ nữa. Bất kỳ cái loại lily li cổ vật nào. Nè, Ascendant Lily Flower. Không có, không có. Thiếu một cái này rồi. Hóa ra cái này nó quan trọng phết đó chứ.
Ừ, mình mới bỏ cái gì ra nó đâu tiêu ta. Bây giờ đem trồng cái hạt này thử coi. Mất máu hoài. Ủa? Hơi khô. Khổ quá rồi, sắp chết rồi. Uống bình thuốc đi. Rồi bây giờ mục tiêu của mình là đi qua đó tìm em Lily. Cái chỗ này mới từ ở bển về thiệt á. Rồi thôi, ngừng ở đây thôi. Game này có thời gian tôi chơi tiếp. Xếp game, game không có xếp hả? Vô ngủ chắc là nó xếp game á. Từ mấy game này nó vậy thôi. Lang thang ở cái vùng đất này mấy ngày trời. Rồi bây giờ tôi ra tôi ghép quay cho anh em xếp bình game này rồi. Lao xếp ego nữa chứ. Hình như tôi thoát cái hạt Steam nó sớm quá. Rồi, đăng nhập lại cái hạt Steam cái. Nó đâu có tiêu rồi ta. Đừng có hiện 18 cộng gì nghe không? Tắt đi, tắt đi. Ồ, bên cái hạt này của tôi nó không có hiện cái con mà Smoland. Rồi, bây giờ tôi ghép một quay cho anh em. Đây. Đây đợt này có 62 anh em tham gia từ ngày 5 tháng 2 tới bây giờ là khoảng là đúng 2 tuần, gần 2 tuần. Thì mai chủ nhật tôi đăng cái video lên là tầm tầm 2 tuần đó. Đây. Thì anh em khá là thích mấy cái con mà Timberborn đó. Gridfather, Gridfather này hình như là bên The Gate Team họ đang làm cái việc quá thì phải. Smoland cũng khá là hot. Anh em thích cái con Gridfather này phết đó chứ. Bella với Tru nữa nè. Con này thì dev nó gửi tôi một vài cây nên tôi đem giveaway cho anh em. Ai hợp trách dev luôn. Đó. Ông cốc nào China mà vô đây làm cái này thì thế này. Đại hải trình á. Định hải trài. Thôi mấy con game này làm gì có trong cái list đâu mà ông đưa vô đây. Kệ, tí nữa tôi vẫn cho ông quay luôn. Có điều mà quay xong thì trúng giải như thế nào thì gán mà chịu nha. Rồi, tôi cóp cái cột này qua ăn cái. Cột C này. Đưa qua đây. Không có gì tí nữa tôi lọc. Hyper rồi ok, còn thanh niên này lên là cái gì mà sao để những cái link như thế này.
Một máy tính hả? Còn một máy tính. Một máy tính. Rồi ok. Đà xích. Để mấy cái tên này lại để tí nữa mà tôi định danh cho nó dễ. Đà xích. Còn ông Trung Hoa này cứ để vậy luôn. David này sao điền hai lần ta? À chắc ổng chọn lại cái danh sách game ở dưới. Lúc đó thì tôi mới cập nhật con Atomic hết với mà hai cái DLC. Rồi coi như là trúng thưởng thì ưu tiên cái dưới nha. Đây. Vậy là đâu ta? Đây set 6 lấy một cái dưới thôi. Còn cái này ông là ngã chống vó nè. Rồi. Sike. Sike. Này là tên Titan đó. Hình như là cái phim của DC hay là cái gì phải không? Ông này ông để gì? Ông copy ông Master sao mà dính nguyên dọc vô luôn. Rồi ok. Vũ Đức Nguyên, Bu Bim, VPN. Rồi YouTuber, đẹp lâu. Ok luôn. Quay kè. Trai chi lép rồi có ông nào điền hai lần không ta? Tôi cũng làm biếng mà soi hay là kiểm đếm gì lắm. Ông nào điền hai lần thì trúng giải thì tôi không trao gánh chịu nha. Trúng giải thì có... nếu như mà điền hai lần á. Để tôi xếp lại cái đây. Từ 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 từ. Chúng giải điền hai lần thì sẽ ưu tiên những cái món quà điền ở lần sau này. Như cái là gold buy David này nè. Thì tôi sẽ ưu tiên cái dưới thôi. Nhưng mà trong lúc giveaway quay thì không biết có trùng hai lần với ai không. Shop anh Z. Ủa sao nhiều vậy nè. À đây, ngã chống phó, delete cái gao này luôn. Delete gao. Delete gao. Bây giờ là 61 người tham gia. Bên đây là 61 người đúng rồi. Từ 2 đến 62 là 61 đúng rồi ta. Trừ David ra nữa là 60 mới đúng chứ. À. Delete gao này luôn. Rồi bây giờ thì xếp cái cột này anh Z đây. Có ai điền hai lần không? Sao mà xếp không được ta? Hay là chỉ xếp bao nhiêu đây? Không biết đâu, không biết xếp cái này. Chết tôi rồi. Thôi, cái này chết bằng mắt đi. Rồi. Bây giờ giveaway whale whale đâu ta, whale random nhanh gọn nha. Rồi thể lệ bây giờ thì có mấy giải ta, chết rồi, có mấy giải, từ từ tôi không nhớ trang nào nữa. Mở tí nhạc trong lúc đó, chờ đợi đó. Em đợi tí, tôi đi kiếm lại cái giải thưởng rồi. Cái form này. Cái form này là từ ngày 5 tháng 2. Ngày 5 tháng 2 là thứ hai. Đây 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 đây. Phần thưởng là một giải nhất nhì ba. Xong rồi là giải 4 5 6. Là coi như cái này là mỗi giải là hai game của hai con game tôi 4 5 6. Như bây giờ giải 4 5 6 7 này thì sẽ quay lần đầu là ăn luôn. Đó.
Lần đầu ai dính vô là ăn luôn nha. Giải nhất nhì ba thì mỗi người chỉ có một giải thôi, còn anh em giải 4, 5, 6, 7 á thì giờ trúng cái giải này rồi vẫn có thể ăn được cái mấy cái giải nhất nhì ba nữa nha. Rồi rồi quay lần 1, 2, 3, 4 là trúng luôn cái giải này. Rồi giải ba lần quay thứ 10, thứ 5, giải 4, giải 2 chứ. Rồi ok, 1, 2, 3, 4 là trúng 4 giải đầu. Rồi lần thứ 5 là trúng giải này. Thứ 6 đến thứ 9 thì mình tăng cái tỷ lệ lên. Rồi thứ 11 đến 14 cũng tăng tỷ lệ lên. Chủ yếu là ăn 5 lần này. Rồi ok, bây giờ bắt đầu quay nha. Bây giờ xào bài lên đã. Setting, cứ tầm sai, thời gian quay 10 giây thôi. Ok, xào một tí nữa. Rồi anh em trúng cái giải đầu tiên 4, 5, 6, 7 là quay 4 lần đầu là trúng luôn. Nghe nhạc đó không? Ủa Đức Nguyên 9X không? Hay là siêu rồng? Rồi ông 9X với ông 94 kế bên luôn. Đúng là nhân phẩm. Rồi chúc mừng anh em. Chúng cái giải 3 Vũ Đức Nguyên. Đây, giải này là coi như là giải 7. 4, 5, 6, 7 thì đều như nhau hết. Ghi là 4 số 4 đi. Giải 4, anh em sẽ đạt được hai con game logic của tôi. Là con game này với con game này. Đó. Mấy game này dạng giải đố mà ha co thôi nên anh em gom về để đá chân chứ là chơi nó cũng không bổ béo gì đâu, nhức đầu thêm, hình như mới có thêm cái đánh giá gì nào tôi cũng không biết nữa. Còn game này nó lại bán chạy hơn con game này rất nhiều nha, tôi cũng chả biết tại sao luôn. Nó bán chạy hơn con logic đích cấp rất nhiều nên hai con này nó chênh lệch đó, mặc dù tôi nghĩ con này là hay hơn tại vì tôi làm sao mà gần được 1 năm rồi nè. Rồi bây giờ là cái giải 4 đầu tiên tới cái giải 4 thứ hai, chúng ta tiếp tục quay cờ lo hơn nha. Thanh niên trúng giải thì vẫn còn nằm trong đó thôi, tiếp tục. Sim sim cu này đó, rồi vô ông China. Kệ ông China, ông điền phong bị bạo không à. Ông này thiệt nè, ông đây nè, ông điền mấy cái phong bị bạ này không à. Đây cái giải nhất nhì ba của ổng là không có con nào trong cái danh sách mấy con game của tôi đưa ra cho nó, mấy con game tôi từng chơi nè, tôi sẽ đem đi giveaway cho anh em. À tôi mít hết rồi, à tôi mít hết cái bản này là dép ghi là hình như là God Edition á, God Edition gì đó tôi không nhớ nữa, nói chung là cái bản gold á, bản vàng á, nên em trúng giải lấy con này cũng được. Lúc dép gửi cho tôi hình như ghi là cái bản gold không ta, không nhớ nữa, là cái bản này nè. Mà không nhớ cái bản này nó có những gì. 600 ngàn phải một củ hai. Rồi bây giờ chúng người chơi thứ hai, rồi hai con game logic của tôi rồi, ok luôn. Bây giờ qua người thứ ba. Mọt máy tính hả? À? Tí nữa vô ông quay ke rồi, ông quay ke này hình như trên Discord là tôi thấy cũng khá nhiều nè. Rồi một máy tính, chúc mừng anh em. Một máy tính hồi nãy là đây phải không? Ờ đúng rồi nè. Bốn. Con này cũng thích con Diego Seibert đó ta. Con này lúc trước tôi chơi cũng khá khá. Mặc dù nó đang leo đi upset thôi. Anh điên cá này cũng thích con game này, là game gì hay chọn cho Logic chơi bắp. Hay dành thao Magic. Trời, game này cũng có anh em Long Tướng Mobile thích game này hết ta. Khá là gọn luôn. Molan, Akagami này cũng ổn phết chứ. Akagami này là tôi mua trong cái gói bundle. Cái bundle nên tôi bỏ tiền túi vào giveaway cho anh em á. Tại vì thấy con game này tôi cũng không có thời gian chơi mặc dù nó khá là hay đó. Rồi, thanh niên Codlash này chơi gõ tay luôn nha. Người ta copy pattern, thanh niên này chơi giết tay luôn.
Brickfather, Timberborn. Timberborn cũng nhiều anh em thích phết chứ. Tôi nghĩ là một con game xây dựng mà lúc đăng cái video lên mà không ai quan tâm đến nhiều cho nó thì lại khá nhiều anh em thích ngay cho con game này luôn. Timberborn nè, xây dựng khu đô thị Hải Ly từ thành phố nông nghiệp nè. Được 200 view. 200 view mà ở cái kênh tôi là cao phết rồi đó. Anh em có vẻ mê con xây dựng này. Rồi bây giờ chúng ta qua một cái giải nữa. Cũng vẫn là cái giải cũ thôi. 4, 5, 6, 7 mà. Rồi. Mình chuẩn bị vô nhất gì ba thì mới căng thẳng. Mấy cái giải này đề ba chơi cho anh em. Game tôi tự làm nên có giá trị gì đâu. Mã đen hả? Kinat hả? Nguyễn Khánh Duy hả? Ông này ăn giải hình như hơi bị nhiều rồi đó nha. Tôi nhớ dữ lắm á. Trời ơi, ông ăn giải là hơi bị nhiều luôn. Không chia cho ai luôn. Đây nè. Rồi. Bây giờ chúng ta qua cái giải mới, đó là giải 3. Giải này quan trọng, nào là quay thứ 5. Nên quan trọng nên bây giờ sẽ cho cái thời gian nó tăng lên. Ok. Nhìn đúng. Giải 3. Nhạc nghe ngộ đời ha. Chơi mê mê ông này đó. Phạm Hoàng Giang, Long Tấn Mobile hả? Hay là một cục đá đây? Hay là ngu cực ngu? Rồi qua cục đá rồi. Lên đường ngu không? Không. Rồi chúc mừng anh em qua lập gốc. Đúng được cái giải bài của tôi. Qua nộp gốc. Ông đâu vậy? À đây. Thanh niên này chúng con Gitfader rồi. Tội nghiệp anh em chưa? Mấy anh em mà dễ nhì thì hên xui nha. Trùng người không được. Rồi. Gitfader này tôi viết cái review cũng sâu sắc lắm đó chứ. Nên chắc anh em cũng coi qua đó. Ủa nó nằm đâu vậy? À, đây đây đây, chuyến hành trình tiễn đưa linh hồn về nơi ấm áp. Game này cũng đang có việc khóa trên đầu game á. Đồ họa nó cũng thì rất là đẹp luôn. Anh em nhìn phong cách đồ họa này nhìn vô là thấy muốn chơi liền luôn á. Thì ngoài ra là cái đồ họa nó rồi còn âm nhạc rồi cái cách kể chuyện đó nữa. Nên game này là anh em chọn là không sai lầm đâu. Rồi chúc mừng anh em giải 3. Tuy nhiên mà giải 3 với 4 trùng, giải 3 với giải 2 trùng nhau ấy, ưu tiên cái giải nhì nha. Lúc đó cho anh em giải 3 chọn lại. Mà con này tôi không nhớ có mấy key nữa. Anh em đợi tôi coi thứ này. Nếu như có hai key gì thì tôi cho anh em nhất nhì được hết. Nhì ba đồ được hết. Gitfaader Faga. Rồi có một key thôi. Chia buồn anh em. Rồi bây giờ ở cái lần quay mà thứ 5 đến 9 thì đang ghép thôi. 6 đến 9 tăng tỷ lệ như mấy cái lần quay cũ nha. Nhức đầu quá à. Một cục đá này trúng rồi thì thôi trúng rồi để vô đi. Nếu như anh em mà trúng cái giải ba rồi á, anh em trúng giải nhất á thì tôi sẽ chuyển qua cái giải nhất rồi nhường cái giải ba nó quay lại. Ok nha, chứ không thể ăn được hai giải hết. Bây giờ thì tăng ghét, lần này là lần thứ 6. Gà vàng hay điền sở khanh. Gà vàng, gà vàng chứ số 6. Bỏ đại đây luôn đi. Rồi lần số 7 tăng tỷ lệ lên. Chuột yêu ti. Thanh niên này tôi thấy hoạt động VOZ cũng nhiều lắm nè. Số 7. Chuột 7. Cái này khoan khoan. Cái này dễ bao phải không? Rồi lượt số 8 rồi, thanh niên 678 đúng một dọc nè, cơ cấu rồi 5 ở đây nữa nè, 5 là 6 7 là 8 nè, 1 nè, lại một cục đá nữa, hôm nay nhân phẩm bảy nè, 9 rồi, 6 7 8 9 xong rồi đó. Ủa chưa có 8,
Ông này là số 8. Khác nữa. Kiếm số 9 nha. Đừng có vô ông Tạo nữa. Trời ơi ông này. Kệ vô ổng, mình đâu có trao quà cho ổng đâu mà lo. Kệ vô anh Tạo đi. Anh này dịch tên ra là cái gì ta? Áo phu. Áo phụ. Atomi. Một tô mì á. Trời ơi, một tô mì. Rồi, bây giờ chúng ta tăng cái 6 đến 9 rồi. Thì tiếp theo sẽ là lần quay ăn cái giải gì này. Giải 2 lần quay thứ 10. Đó. Thì tương tự thì 11 đến 14 cũng tăng ghép nha. Không ghép. Rồi bây giờ là lần quay giải nhì nè. Những anh em nào có cái ghép hồi nãy là như anh em này nè, thì sẽ tăng tỷ lệ lên tí xíu 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 thôi. Rồi chúng ta chơi giải nhì. Đáng lẽ với bờ quay tôi quay 5 lần cho nhanh gọn lẹ. Có khi đảo một vòng lại ông chữ Tàu rồi nó không. Ngu cực ngu không? Ngu cực ngu. Rồi nó trôi qua tôi luôn rồi. Đừng có lên ông gà vàng nữa. Ông này cũng trúng nhiều rồi. Chị Lê bắt lúc cũng trúng rồi luôn nữa. Rồi rồi. Cơ cấu rồi. Tôi nghĩ là bắt đầu cơ cấu rồi đó. Còn mấy cái người quen trúng giải không à. Rồi dễ nhì. Momo Doga có anh em đây. Rồi rồi. Còn mấy ông trúng giải không nè. Mắt lúc. Nhưng bên này chưa có. Không. Gà vàng. Bắt lúp hình như trúng mà cái đợt năm ngoái á. Bắt lúp là trúng cái đợt năm ngoái hơn. Năm 2023 trúng nhiều hơn. Joker nè, mắt lúp trúng giải nè. Bên đây Mai December nè. Bên đây Minh Chiến. Còn Minh Chiến ông ăn hai giải liền luôn á. Thì tính ra ông mắt lúp ông cũng trúng giải một lần rồi. Hai lần rồi nè. Thôi ơi ông này nhân phẩm quá rồi, không được rồi. Cơ cấu hết rồi. Thôi bây giờ quay lại cái quá trình 11 đến 14 tăng ghép. Tăng cái ghép của anh em lên. Cái bảng đâu ta? Xào bài. Mười một đến 14 tăng ghép. David, David là số 11 phải không ta? 11. Lần thứ 15 thì chúng dễ nhất cho anh em luôn. Ở ngay đây luôn nè. Long tướng mobile hay là lưu bị? Ông lưu bị này thì ổng cũng mê mấy con game 2D đối kháng lắm. Ông lưu bị là ông thích con game gì đó nên chắc cũng mà đó ông chọn cái con game đối kháng đầu tiên luôn nè. Tăng lên tí nhé thời gian cho nó nghe nhạc đã. Công nhận dưới bờ quay mà nó làm mấy bản nhạc nghe hay vãi. Cục vàng, cục đá, chích cơ CKI vô ông CKI hút chích rồi. Chị ke là 13 nè nha. Rồi lần thứ 14. Đây một cục đá nữa. Phạm Hoàng Giang 1987. Lần này cũng lớn tuổi hơn tôi nữa đó. Rồi bây giờ lần thứ 15 là cái lần chốt luôn. Nâng thời gian lên 1 phút luôn. Đó, lần này là anh em ăn cái giải nhất nè nha. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sao bài. Quất. Phải Tết năm sau nữa thì tôi mới bắt đầu giveaway quay cho anh em mấy game ngon nghẻ nữa. Nếu chừng đó mà tôi vẫn còn sống. Nhạc nha, đảo phết đó. Đúng là sặc cái mùi nhân phẩm luôn.
Rồi vô ông mà Trung Hoa kìa, vô ông tàu kìa. Đúng rồi đó, vô ông tàu đi. Rồi trôi qua ổng rồi. Vô cơ chúng dãy rồi. Ông cơm phu tơ chúng luôn rồi. Đa xích hay là tên Titan hay là gồng. Rồi vượt qua ông đa xích luôn rồi. Tới ông gồng không? Tới người tàu luôn đi. Tới người tàu luôn cũng được hết. Tại vì là không có giải cho ổng đâu. Rồi rồi. Tới người tàu này là đâu có trao giải cho ổng nữa. Tại ông chơi mấy con game bậy bạ không hả? Siêu gồng. Thôi chết rồi. Hai ông giành con game này á. Từ từ tôi coi lại cái kỳ của tôi ơi. Ừ, có 2 key. Game này có 2 key. Ủa đâu? À không phải, nhầm. Game này có 2 key nên cho anh em hai giải nhất nhì đều được hết. Rồi, vậy là ba anh em ba giải. Vẫn là những con game 2D anh em rất là thích nha. Lần tới thì tôi sẽ giúp bà quay con này Molan. Cũng là chắc cả từng á. Cái này đẹp gửi tôi tới là 3 key lận, 4 5 kg gì lận á. Thì tôi cũng đưa vô cái giải mà giúp bà quay này một lần rồi. Chưa ai trúng thì tôi tiếp tục giúp bà quay. Đây tôi đưa thêm 3 cái kg vô để nó chơi rồi. Mà nó không mê con này cho lắm. Nè đưa 2 kg 2 này nó chơi nè. Game này mới ra phiên bản 1.0 vào 2-3 bữa trước thôi. 2 bữa trước bản 1.0 chạy rất ổn định luôn nha, nên họ không update gì thêm mấy cái lỗi feedback trong mấy cái ngày đó. Đây game này tôi đã từng chơi trên kênh một lần á, anh em nào thích thì có thể lên tham khảo. Nó là thể loại open world survival trong cái thế giới côn trùng này. Game này tôi đã theo dõi thông tin từ rất rất lâu rồi, đến lúc nó ra mắt thì cũng chơi thử khá là nhiều luôn. Game này cơ chế xây dựng nó cũng ổn hết, game nào cũng có ít ở trên ngành. Bây giờ mấy con này nó thịnh hành rồi. Rồi bây giờ tôi trao giải cho anh em để làm cái giải mới ngồi làm. Rồi hẹn anh em ngày mai thôi. Rồi ok bye bye anh em. 4 5 6 7. Rồi anh em nhất gì ba. Tôi sẽ gửi ba cái email. Ông này thì chắc mới. Tứng rồi, ông này tứng rồi, ông này cũng tứng nè. Mấy anh em điền phơm sớm thì nó vô sớm nè. Còn ông này cũng quá quen mặt rồi, ăn quá nhiều giải rồi. Rồi thôi bye bye anh em.